Ken, chú với con. Ô, chuông vừa reo, là ai thế nhỉ? Wow, đó là gì nhỉ? Xem nào. Wow, nó là một cỗ máy thời gian. Hãy thử xem sao. Chúng ta làm thế nào để bật nó lên? Thử cái này xem. Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không. Mình đến đâu đây? Hang động phải không? Hãy vào xem nào. Đó là một bản vẽ của bàn tay. Để mình tô màu cho nó. Hãy xem những bản vẽ khác mà chúng ta tìm thấy. Một người đàn ông, một túp lều. Hãy tô màu người đàn ông. Và con voi. Túp lều. Hãy tô màu mọi thứ. Con bò. Tớ thích tô màu. Tôi rất là đói. Cái này thật sự rất ngon. Này, bạn đi đâu vậy? Ôi không. Tớ sẽ trở lại cỗ máy thời gian của mình thôi. Tớ muốn trở về nhà. Chào Ken. Trời rất sáng và nắng. Một ngày hoàn hảo để chơi trong công viên. Yay! Nhìn cầu trượt nè. Đi nào. Không, mình sợ. Mình sẽ có nhiều niềm vui trên cầu trượt. Wow, bạn có kẹo. Cho tớ xin một ít. Chắc rồi. Nhưng trước tiên hãy nói làm ơn. Không. Này, trả lại kẹo cho mình. Quay lại đây. Bạn phải biết cách cư xử tốt, Ken. Bạn phải luôn nói xin vui lòng. Cậu không thể đuổi kịp mình. Tớ nhanh hơn cậu. Bây go. Dừng lại, Ken. Tớ mệt rồi. À, chờ đã. Tớ có một ý tưởng. Cái này sẽ bắt được cậu ấy. Ôi không. Yay. Mình đã lấy lại được kẹo. Tớ xin lỗi Bego. Không sao đâu. Đây, kẹo của bạn đây. Nói làm ơn. Làm ơn. Chúng ta phải luôn sử dụng ba từ kỳ diệu. Làm ơn, xin lỗi và cảm ơn. Tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Này, gì thế này? Đây là nhiệm vụ của tớ ngày hôm nay. Wow, chơi với bạn bè. Đó là điều tớ thích làm. Đi chơi thôi. Yay, một giỏ đầy đồ chơi. Thật thú vị. Tớ không thể chờ thêm để được chơi cùng với bạn bè. Ồ không, họ không ở đây. Mình sẽ đi tìm họ vậy. Tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Nhìn kìa, đây là Tim. Chào Ken. Tớ có một món quà cho cậu. Wow, nó là một chiếc trực thăng. Máy bay trực thăng màu xanh. Yay, điều này thật tuyệt.
cảm ơn Ken. Đó là Ken. Đó là một chú voi dễ thương. Ồ, có vẻ như Monday đang đập và làm tung tóe nước. Chào Monday, nhìn này, tớ có một món quà cho cậu. Đó là chiếc tàu. Đó là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Và ở đây tớ đi tìm bạn bè của mình. Yay! Chào Luke. Tớ có một bất ngờ cho cậu. Nhìn này, wow, xe hơi. Xe hơi màu hồng. Cảm ơn Ken. Bạn là người bạn tuyệt vời. Ôi không, giỏ đã trống không? Chẳng còn đồ chơi cho mình. Mình nên làm gì bây giờ? Này, thật bất ngờ. Hãy đến chơi với tất cả các đồ chơi yêu thích của chúng ta. Chiếc tàu, máy bay trực thăng và xe hơi. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn tất. Tạm biệt. Dễ thương. Tớ luôn học hỏi với bạn bè. Đó là thời gian tốt nhất tớ có thể bỏ ra. Chào các cậu. Các cậu đang làm gì đấy? Tớ có thể tham gia cùng không? Chắc chắn rồi Ken. Tham gia với bọn mình. Chúng tớ đang chơi trên một chiến trường. Và tớ là một người lính dũng cảm. Xem tớ nè. Nhìn thanh kiếm của tớ này. Vù vù vù. Này nhưng đợi đã. Sao các bạn lại đeo khẩu trang vậy? Cậu không biết những gì vừa xảy ra ở Trung Quốc à? Ồ không, nó là gì? Một loại virus đã ảnh hưởng đến rất nhiều người ở Trung Quốc. Ở đâu ở Trung Quốc? Đó là một thành phố xinh đẹp tên là Vũ Hán. Nó được biết đến nhiều nhất với tháp hạt vàng. Và loại virus đã ảnh hưởng đến những người ở đó được gọi là coronavirus. Virus gì? Tớ không hiểu gì hết. Nó dường như đang lan truyền từ người này sang người khác trong số những người tiếp xúc gần. Và đó là lý do tại sao chúng tớ đeo khẩu trang để phòng ngừa. Ồ, bạn có biết rằng nếu bạn bị sốt, ho hoặc nếu bạn hắt hơi, bạn nên đến bác sĩ ngay lập tức. Ồ, nghe gì ghê vậy? Ừ đúng rồi, nhưng bạn đừng lo. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Chúng ta có thể cẩn thận hơn và ngăn ngừa căn bệnh này lây lan. Này, Ken, nói cho tớ biết chúng ta phải làm gì trước khi ăn nào. Chúng ta rửa tay bằng xà phòng. Đúng rồi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc chất khử trùng tay có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Điều quan trọng là bạn cũng giữ cho bản thân và môi trường xung quanh sạch sẽ. Tuyệt quá, tớ thích dọn phòng của mình. Đó thực sự là một thói quen tốt. Hãy giữ nó. Và thức ăn chúng ta ăn nữa. Đúng đó. Trái cây và rau quả sạch và tươi là tốt nhất cho sức khỏe. Woohoo, tớ hiểu rồi. Cùng nhau chúng ta có thể biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và lành mạnh hơn. Yay. Xin chào các bạn. Hôm nay bạn thế nào?
Tớ là Ken, chú voi con. Và hôm nay hãy tìm hiểu về các loại hình dạng khác nhau. Bạn có thể đoán hình này là hình gì không? Đây là hình vuông. Giờ hãy để tớ biến đổi hình vuông này với cây đũa thần. Ba la, ba la. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Ô không, chuyện gì xảy ra vậy? Này, yippee. Yay. Điều này thật kỳ diệu. Một hình vuông màu đỏ. Giờ tiếp theo là gì? Ngôi sao. Hãy để tớ đặt ngôi sao này trong hộp ma thuật này. Aha, một sự kết hợp hoàn hảo. Tên tớ là Ken và mình ở đây để bạn giải trí. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Yay, rất nhiều ngôi sao. Đây vì sao nhỏ lấp lánh ơi, tớ thấy rất xanh và ôi thật yên bình. Ngôi sao xanh. Hãy tìm hiểu hình dạng nào. Chúng ta sẽ học tiếp theo nào. Ồ, đây là một hình chữ nhật. Bắt đầu nhé. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Tớ có một cây đũa thần. Và với hình chữ nhật này, tớ sẽ làm một cái ao ma thuật. Ba la, ba la. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Ha ha ha, màu xanh. Tớ thích màu này. Còn bạn thì sao? Tiếp theo là gì? Wow, đây là một hình tròn. Bạn đã sẵn sàng cho trò ma thuật siêu tuyệt vời của tớ chưa? Đây là cây đũa thần của tớ. Ba la, ba la. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Màu sắc yêu thích của tớ là màu hồng. Còn bạn? Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Wow, là màu hồng. Bạn có thể đoán xem hình nào tiếp theo không? Là hình chữ nhật hay ngôi sao? Hãy tìm hiểu. Hãy để tớ đặt hình vào hộp. Và là hình tam giác. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Yay. Đây là màu vàng. Hãy ăn mừng với một ít thịt nào. Tạm biệt các bạn. Hy vọng bạn đã học được màu sắc và các hình dạng. Chào các bạn. Hôm nay các bạn thế nào? Tớ ở đây để dạy các bạn màu sắc. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Hãy nhìn tớ bay trong chiếc xe ma thuật này. Thật tuyệt vời. Màu xanh. Điều gì ở phía trước? Hãy tìm hiểu trên xe của tớ. Ô ô, quá đỏ. Bắt đầu nhé. Thật là vui quá đi. Này xe đo bạn ở đâu? Tớ ở đây. Tớ đem với bạn. Yay. Màu đỏ. Giờ tiếp theo là gì? Tớ là một người bạn tốt đây và tớ cần một màu vàng thật đáng yêu.
Yippee! Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Chúng ta băng qua ranh giới màu vàng đây. Màu vàng. Tớ tự hỏi màu tiếp theo là gì? Đối với bữa sáng của chúng ta nên ăn cháo. Màu xe của tôi là màu cam. Whee! Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Quang hô, tớ vượt qua ranh giới màu cam. Màu cam. Và tiếp theo là vượt qua giấc mơ của mình. Màu xe của mình là màu xanh lá. Đi thôi. Bíp bíp. Ha ha, thật là tuyệt vời. Học màu sắc rất thú vị. Tớ đã vượt qua ranh giới màu xanh lá. Xanh lá. Xe của tớ có màu hồng dễ thương. Bạn có nghĩ vậy không? Whee! Whee! Tớ đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Vâng, hầu hết ở đó. Và cuối cùng, tớ đã vượt qua ranh giới màu hồng. Tạm biệt. Một bữa tiệc không? Không lúc. Tôi không muốn có một bữa tiệc. Tại sao Mumu buồn quá vậy? Mình có một ý tưởng. Mình sẽ lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ của cậu ấy. Điều đầu tiên chúng ta cần cho một bữa tiệc sinh nhật là bánh sinh nhật. Tôi sẽ nướng một chiếc bánh dâu tay ngon. À ha, và nó đã hoàn thành. Tôi chắc chắn Mumu sẽ thích nó. Cái bánh màu hồng của tôi trông rất ngon, phải không? Wow, một chiếc bánh ngon. Cho tớ xin một miếng với. Không Ken, đây là bữa tiệc bất ngờ cho Mumu. Đây, bạn có thể treo một vài quả bóng bay lên. Nhìn quả bóng trang trí màu xanh này. Yay!
Này các bạn, mọi thứ đều tuyệt vời. Nhìn tôi đội mũ dự tiệc màu cam này. Tuyệt quá phải không? Yay! Xong cả rồi. Này, nhìn này, Mumu đây rồi. Ngạc nhiên chưa? Wow, điều này thật tuyệt vời. Đây là quà của bạn Mumu. Nhìn này là chiếc hộp màu xanh lá cây. Một ngày thật là vui. Và chúng ta cũng đã học được màu sắc. Bánh màu hồng, bóng bay màu xanh dương, nón tiệc màu cam, và hộp quà màu xanh lá. Yay, hy vọng bạn vui. Hẹn gặp lại lần sau. Thật là một ngày đẹp trời. Chào, chim con. Nhiệm vụ trong ngày của mình. Wow, là một bản đồ kho báu. Mình đang ở đây. Mình phải băng qua cầu và đi vào rừng. Rồi mình sẽ băng qua biển. Và cuối cùng trên đỉnh đồi là hòn đảo kho báu, nơi chúng ta sẽ tìm thấy kho báu quý giá. Đây sẽ là một hành trình thú vị. Đi nào, sẵn sàng chưa? Ồ, nhìn nè, chiếc xe màu đỏ. Nó sẽ giúp mình qua cầu. Tớ đang tìm một kho báu đây. Trong lúc mình đang đánh rối đây. Sẽ tham gia cùng tôi chứ? Nó sẽ thật là vui lắm. Yay! Thật là tuyệt. Tớ có thể đi xuyên qua khu rừng trong chiếc xe tải quái vật này. Tuyệt quá. Thật là vui quá đi. Vòng xoay, bánh xe xoay, xe tải xoay tròn, nó xoay tròn, nó xoay tròn. Vòng xoay, bánh xe xoay, xe tải xoay tròn, băng vào rừng đây. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với bạn xe tải quái vật. Bởi vì tớ nhìn thấy thuyền của mình ở đây. Nó sẽ giúp tớ vượt biển. Yippee! Lái thuyền đi. Tớ đang tìm kiếm một kho báu đây. Trong lúc mình đang đánh rối đây. Sẽ tham gia cùng tôi chứ? Nó sẽ thật là vui lắm. Này là máy bay trực thăng. Thật là thú vị. Tớ thích lái máy bay trực thăng. Mình đang rất gần với kho báu. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Máy bay trực thăng là trợ lý của tôi. Yay, tôi đã làm được. Cuối cùng kho báu thật là tuyệt vời. Thật rực rỡ quá. Yay! Mở nào hộp kho báu. Một chiếc máy bay vàng. Woohoo! Thật là hoàn toàn xứng đáng. Tiếp tục theo dõi tớ, Ken, chú voi con. Tạm biệt. Chào các em. À, wow. Tại sao bánh xe này lại tiến về phía mình nhỉ? Chào, tên tôi là Ken. Tôi là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. À, tại sao nó không nhúc nhích nhỉ? Thôi nào, nhanh lên nào. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu đỏ. Wow, nhìn rất nhiều quả bóng nhỏ đang nhảy ra. Thật tuyệt vời phải không? Màu đỏ. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu đỏ. Xin chào, mình đã trở lại. Và bánh xe cũng vậy. Yay! Mình tên là Ken. Là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Mũi tên này bị kẹt rồi. À, bắt đầu nhé. À, 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu vàng. Thật tươi sáng và thật là đẹp. Và đây là những quả bóng nhỏ. Có rất nhiều. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu vàng. Tạm biệt. Xin chào, mình ổn. Một lần nữa, đây là bánh xe màu. Hãy tìm hiểu thêm một số màu sắc.
Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Nó lại không nhúng nhích nữa rồi. Được rồi. 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Để nghĩ xem. Và đó là màu hồng. Rất nhiều quả bóng nhỏ xíu. Điều này rất là vui. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu hồng. Tạm biệt. Chào. Bạn thích trò chơi này phải không? Nhìn xem bánh xe màu đã trở lại. Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Dạy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Và nó một lần nữa bị mắc kẹt. Thôi nào mũi tên, bạn làm ơn di chuyển giúp Ken. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Bạn có thích màu này không? Đây là màu xanh lá cây. Nhìn những quả bóng nhỏ bùng nổ này. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Làm ơn cho tớ xin một ít được không? Tớ rất đói bụng, đã đến lúc ăn nhẹ buổi tối. Không, Ken. Trước tiên, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Mình tự hỏi nó là gì vậy? Vẽ các dòng khác nhau. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta hãy đi tìm hiểu. Mình thấy rất vui. Tên tớ là Ken. Tớ thì rất thông minh. Tớ là một chú voi. Bạn đã sẵn sàng cho thử thách chưa, Ken? Vâng, sẵn sàng. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là vẽ các dòng thẳng đứng. 1, 2, 3, 4. Xong. Các đường thẳng đứng. Các tòa nhà mà chúng ta nhìn thấy quanh ta là các đường thẳng đứng. Tiếp theo, Ken, cho chúng tôi thấy nếu bạn có thể vẽ các đường ngang. Vâng, mình có thể. 1, 2 và 3. Bắt đầu nhé. Dễ thôi mà. Từ trái sang phải. Những con đường mà chúng ta đi đến trường nằm ngang. Được rồi, Ken. Bây giờ bạn phải vẽ các đường zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha! Giống như những chữ V lộn ngược với nhau. Những ngọn núi đẹp khổng lồ là zigzag.
chúng ta nên cho cậu ấy gì tiếp theo nhỉ? Hãy vẽ đường cong. Đây, tớ vẽ đường cong. Chúng trông giống như những ngọn sóng của đại dương. À ha, nhìn đại dương này, nơi tàu thuyền ra khơi. Yay! Ken này, điều này có thể khó khăn. Bạn có thể vẽ các đường chấm chấm. Được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nhìn này các bạn, đường chấm chấm trông giống như một đàn kiến. Phải vậy không? Vâng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi các bạn, bây giờ hãy xem lại. Đây là những đường thẳng đứng, đây là những đường ngang. Đây là những đường zigzag. Đây là những đường cong. Và đây là những đường chấm chấm. Cuối cùng, mình cũng được nếm quả táo ngon tuyệt này. Thật là một buổi sáng đẹp trời. Và nhìn này, đây là nhiệm vụ của tớ ngày hôm nay. Cảm ơn chim con và chúc bạn một ngày tốt lành. Được rồi, hãy tìm hiểu xem cuộc phiêu lưu nào đang chờ mình hôm nay. Wow, tìm một quả chuối. Được rồi, hãy bắt đầu nào. Tớ là một người bạn tốt đây, đang tìm một quả chuối vàng, rất vàng. Ô này, look. Hôm nay bạn thế nào? Đó là quả chuối phải không? Không, không, Ken. Đây là quả táo. Ngon. Nó ngon thật. Cảm ơn bạn. Look, tớ sẽ lên đường ngay bây giờ. Tôi đang muốn thưởng thức kẹo thạch. Nhưng trước tiên, tôi phải tìm quả chuối màu vàng. Cái gì đây? Chào Mu Mu. Quả chuối đây phải không? Không không, Ken. Đây là quả cam. Wow, vị rất tuyệt. Cảm ơn Mu Mu. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Tớ là một người bạn tốt đây, đang tìm một quả chuối vàng, rất vàng. Là chuối phải không nhỉ? Mình nghĩ đó là phải chi mình lấy được nó. Này, Tim, làm ơn nói cho tôi biết đây có phải quả chuối không? Đúng rồi, Ken. Đây là quả chuối vàng, rất là ngon. Hãy để tớ lấy nó cho cậu. Tớ trèo cây rất giỏi. Của bạn đây, Ken. Một quả chuối. Yay, chuối rất là ngon. Cảm ơn Tim, nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành. Tớ đã ăn một quả táo, một quả cam và một quả chuối. Cảm ơn đã giúp tớ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tạm biệt. Chào các bạn buổi sáng. Một ngày mới tươi sáng. Nhìn xem, tớ có nhiệm vụ của mình trong ngày. Hãy mở nó ra để xem nhiệm vụ. Dọn phòng của mình ư? Nghe có vẻ hơi khó, nhưng tớ sẽ làm cho nó vui. Hãy bắt đầu nào. Tớ tên là Ken. Tớ rất là ngoan. Và tớ cũng là một chú voi vui tính. Rác thì luôn cho vào thùng để giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ và gọn gàng. Cái này cũng vậy. Và tất cả phòng tớ trông gọn gàng rồi. Tiếp theo, hãy để tớ cho quả bóng đá vào trong giỏ đồ chơi của mình cùng với tất cả các đồ chơi khác. Yay! Và cuốn sách để trên giá với tất cả những cuốn sách khác. Tớ thích đọc sách. Còn bạn? Có vẻ như tớ gần xong rồi. Bút màu bỏ vào ngăn kéo. Yay! Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành. Ai đang ở ngoài cửa? Chào các bạn. Thật bất ngờ, vào trong đi. Chào, vào thôi. Yay! Thật là vui quá đi. Mình lại phải dọn phòng một lần nữa. Lần này mình biết phải làm thế nào rồi. This cow is the mommy. And the calf is her baby.
Listen to the calf go moo. Calf goes moo 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 moo. Calf goes moo 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 moo. Calf goes moo 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 moo. Calf goes moo. Moo. This goat is the mommy, and the kid is her baby. Listen to the kid go meh. Kid goes meh 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 meh. Kid goes meh 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 meh. Kid goes meh 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 meh. Kid goes meh. Meh. This hen is the mommy, and the chick is her baby. Listen to the chick go tweet. Chick goes tweet 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 tweet. Chick goes tweet 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 tweet. Chick goes tweet 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 tweet. Chick goes tweet tweet. This horse is a daddy, and the foal is his baby. Listen to the foal go neigh. Foal goes neigh 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 neigh. Foal goes neigh 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 neigh. Foal goes neigh 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 neigh. Foal goes neigh. This duck is the mommy, duckling is her baby. Listen to the duckling go quack. Duckling goes quack 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 quack. Duckling goes quack 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 quack. Duckling goes quack 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 quack. Duckling goes quack quack. This is a farm family, and meet their babies. Watch them have fun all day. Yay! Calf goes moo 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 moo. Kid goes meh 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 meh. Chick goes tweet 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 tweet. Foal goes neigh 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 neigh. Duckling goes quack 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 on the farm. Sạch trong không đây, chiếc gió để trái cây. Chúng ta hãy cho vào chiếc gió trái cây ngon này. Quả táo ở đây đó từ nhà, quả táo đó rất đó. Hãy thêm trái cây bằng cùng bàn tơ chúng ta đi tìm. Và đây quả chuối ngon đây, quả chuối nó rất ngon. Quả chuối ngon với ta này trong gió trái cây của mình nè. Và đây quả cam ngon đây, một quả cam rất ngon đây. Một quả cam và chuối và quả táo trong gió của mình nè. Và đây quả nho tim đây, quả nho chung ngon lắm đây. Nho, một quả cam, chuối và quả táo do trái cây của mình. Ồ, quả thanh long ở đây, quả thanh long hồng tươi. Một quả thanh long, nho, một quả cam, chuối và quả táo trong gió đang yêu của mình nè. Wow, một giỏ đầy trái cây, nhìn ổn đấy. Mình có một giỏ trái cây đây, một giỏ trái cây ngon lắm đây. Trái cây ở đây có nhiều trong gió đang yêu của mình nè. Quả táo, quả chuối, quả cam, nho, quả thanh long. Thế giới quanh mình này, hay ở đây, sắc màu nó ở khắp nơi này, cho tớ với bạn. Hoa thủy tinh có sắc màu vàng và biển có màu xanh. Sắc màu thật tuyệt quá đi mà, cho tớ với bạn. Quả cam này với sắc cam đây, xanh lá lá ở cây. Ôi sắc màu thật quá sắc tim đâu qua làng này, màu đỏ trái dâu tay ở đây. Ôi sắc màu thật quá diệu kỳ, cho tớ với bạn.
quanh bên này. Hãy vẽ cùng tôi những sắc màu thật quá màu vàng, xanh dương, màu cam, xanh lá, màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu đen. Theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chú voi con. Yay! Yeah!